người mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tập một bài khá là trên TikTok dạo gần đây, đó là bài Ai Yêu Anh Buồn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người và bài nhá. Đầu tiên mình sẽ nhảy mẫu các bạn lên hình trước toàn bài, sau về trọng này 5 6 7 8. A lô anh bình côn đấy phải không? A em là em anh mạnh đây, dạo này anh có khỏe không? A 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từ móng tóc một nhé. Đầu tiên, alo anh mình go đúng không? Thì mình sẽ là đưa cái tay alo bên tay phải cho mình nhé. Đồng thời ngực mình sẽ hơi nghiêng sang. Đây, giữ lại cái hông nhá. A này, lô mình tương tự đối bên trái. Tiếp theo, đây, mình đưa mình tay phải số 2 lên, bọc xuống. Và sau đó mở lên này, thu từng ngón tay vào một. Tiếp theo đặt vào phía chân phải lên 2 lần. Sau đó hạ chân xuống, tay chéo, gạt ngang. Và sau đó xuống, đẩy xuống này. Thì người sẽ nhấc cái chân lên một xíu, chút xíu. Chéo này, ngang và không xuống. Ok, lại nhá. A này, đây là A. Lô anh bình côn đấy phải không? À, hai ta chéo sang ngang đẩy. Tiếp theo nhé, mọi người sẽ đặt tay sang ngang cho mình, tay qua ngang. Tiếp theo mọi người đưa lên sóng cao lên trước như này. Đồng thời các bạn sẽ đặt sóng người. Về phần sóng người các bạn nhìn kỹ cho mình này, sóng trái sóng phải cái phản như sau. Để làm được thì đầu tiên các bạn sẽ ngửa cổ ra, đổ cái phần người lên trước, đưa thêm ngực thì càng tốt, không đưa được thì thôi, được chưa? Tiếp theo này, đổ thẳng người xuống thì cái hông mình sẽ vẫn cứ ở đây nhỉ. Sau đó mình nhấc cho mình cái chân trái lên, đổ xuống thân chân phải, đồng thời mình nhấn mình cái chân phải xuống như sau và đẩy cái hông xuống. Rồi nhìn kỹ này, cầm nhá, đổ người ngực càng tốt đến hông, đổ này, nhấc chân nhún, thì mọi người sẽ làm được cái sóng như thế này. Ok, tương tự, cầm, đổ đến hông, nhấc chân nhún, đó, cứ chân. Bây giờ mọi người sẽ làm thêm 4 lần sóng như thế, bắt đầu từ bên trái. Đây, 1 2 3 4, cứ chân. Kiểu mọi người đã quen rồi thì mọi người chỉ cần đi từng người thôi, không cần cầm nữa. Được. Rồi bây giờ mình nối lại cho các bạn này. A lô anh bình côn thế phải không? A tiếp tục chéo ngang đẩy gạt sang đưa hông 4 lần. Ok, xong. Tiếp theo người sẽ lấy đà tay phải lên như này và sau đó đâm xuống. Tay trái thì sẽ hất lên không? Và các bạn sẽ dùng nhẹ lên này, xuống. Và sẽ dùng ở đây mình đừng có dùng ngừng nhá. Lên này, dùng. Đồng thời khi tay lên, mình sẽ nhấc lên một xíu. Nhấc lên. Sau đó xuống, mình sẽ hơi nhún. Được chưa? Tiếp theo này, mở sang ngang. Và sau đây là phải. Ok, tiếp theo đi sang bên phải nhá. Sang phải này, và xuống chân này. Qua trái này, xuống chân. Đồng thời tay sang bên sau. Gạt. Đó. Gạt. Ok. Rồi. Đúng một người gạt đồ á. Ok. Sau khi gạt hai bên xong, phải nhé, trái nhé, thì mình sẽ xoay tay vào nhau giống như cầu xin á. Ok. Tiếp theo mình bước chân phải lên cho mình. Bước chân phải. Đồng thời hơi nhún. Và đổ người sang bên phải luôn nhé. Như thế này. Ok chưa? Đồng thời tay hạ, tay trái hạ trước. Tay phải thì đánh về phía hông. Đi lên. Đó. Sau đó thì mọi người thích làm chỉ hoặc là thích làm trái tim thì được. Bây giờ thì mình sẽ nối tất cả động tác vào các bạn nhé. 5 6 7 8
tim hoặc là bị nhiều người. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào nhạc cho các bạn nhé. Thực ra thì cũng không phải là vào nhạc nhưng mà mình sẽ hát đoạn đầu của mọi người cũng tập cùng mình phía sau nhé. 5 6 7 8 chậm này. 5 6 7 8 Alo, em mình gôn đấy phải không ạ? Em là em anh mạnh đây dặn này, anh có khỏe không ạ? Là đáp 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Kết thúc. Ok, bây giờ mình sẽ bàn nhanh nhá. 5 6 7 8 Alo, anh mình gôn đấy phải không ạ? Em là em anh mạnh đây dạo này, anh có khỏe không ạ? Ta 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 muốn nhờ anh giúp. Anh muốn giúp được gì? Giúp được anh